Hôm nay sẽ là một sự kết hợp đến từ hai thương hiệu đình đám của Anh Quốc và Nhật Bản, một cái Powerlockman M7E ghép với đôi loa Bauer Wilkins 804 Nautilus. Cái cặp đôi này chúng ta nghe hay, nhìn rất là đẹp và giá cực kỳ hợp lý luôn. Và trước hết là mình sẽ nói về cái cặp loa Bauer Wilkins 804 Nautilus là cái nằm trong cái series 8 rồi. Thì các bạn biết là Bauer Wilkins hay còn nói là gọi là BMW thì nó bắt đầu từ những cái đầu số 6, 7, 8. Thì 8 là dòng high-end nha, còn 6 là dòng hi-fi, 7 là dòng cận high-end thôi. Thì cái series 8 nó sẽ là bắt đầu từ dòng 805 là dòng bookshelf, lên đến 804 là dòng cây, và 803 thì nó to hơn, 802 thì nó siêu to rồi. Thì cái phân khúc 804 nó có vẻ là dễ chơi hơn, giá tiền hợp lý hơn rất là nhiều. Cặp Nautilus này nó sử dụng cho mình hệ thống 3 loa, 4 loa, trong đó 2 loa bass màn Clear 18, hai loa bass màn carbon 18, một cái loa mid màn Clear 18 luôn, và một loa track Nautilus. Nó nằm ở trên đỉnh rất là ngầu luôn. Thùng của cặp này là thùng gỗ lạng nha, thùng gỗ lạng, và màu của nó là màu cherry. Loa nó có thiết kế bầu về phía sau rất là đẹp. Quay từng cái màn các bạn xem nha. Màn này cũng là màn sợi đan này. Cái dáng hình của nó nhìn nó rất là đẹp, nó giống như một thiếu nữ, nó rất là có những đường cong rất là đẹp. Để mình quay qua cái loa bên cạnh nha. Loa này được sản xuất năm 99 đến năm 2005 nha. Nặng 24 kg, chiều cao là 1m, tỷ lệ 1, chiều ngang là 24 và chiều sâu là 34,5, trợ kháng 8 ohm, độ nhạy là 89 dB, công suất là 200W tối đa. Các bạn nhìn những cái đường nét rất là sang, những cái đường này đó rất là đẹp. Công nhận một điều là BMW chất âm vừa hay, mà thiết kế của hãng thì nó luôn có sự thay đổi rất là phù hợp với thị hiếu người dùng. Những cái cặp loa như thế này thì rất là được săn đón bởi cái thiết kế nó rất đẹp, để trong nhà chúng ta thấy là để trong phòng khách nhìn nó nổi trội lên rất là sang luôn. Made in England, số series liền kề luôn nha, 804 Nautilus. Cái dây này là dây nối bi quay này, riêng của hãng luôn này. Dây riêng nha, trên dây nó có in chữ BMW Nautilus 800 series. Rồi, bạn nào có nhu cầu về cái cặp loa này thì liên hệ mình, giá 63 triệu. Tiếp đến là cái bao Luckman M7A, một cái con bao mà rất là hầm hố. Khi bật đèn lên chúng ta sẽ chờ khoảng 30 giây, nó sẽ sáng cả cái màn hình này rất là đẹp. Hai cái đèn VO vẫy rất là sang. Vỏ gỗ nó ôm trọn từ bên phải qua bên trái. Mặt kiếng bóng rất là đẹp. Con này chạy công suất là ra loa 406 cho loa 4 ohm một cặp, 300 cho loa 8 ohm một cặp nha. Thì với công suất này thì dư sức đánh cái cặp loa này rồi. Và giờ mình sẽ ghép với một cái rề rẻ tiền thôi, một cái rề đến từ Accor. Cái rề chỉ 6 triệu rưỡi thôi. Đó, bật điện lại này. Thì cái logo Luckman nó là logo chữ ký, cái chữ M7 đây.
nhưng mà nó là dòng M7A nha. M7 và M7A nó đều có thiết kế giống nhau, mặt tiền nó đều in cái chữ M7 nhưng mà phía sau á thì nó là M7A, nó khác cái chữ M7A. Đó. Rất là sai. Hai cái đèn VO này chúng ta làm đèn ngủ được, thì tắt đèn nó rất là sáng. Bên trong thì các bạn cần mình sẽ gửi hình các bạn xem nha, hoặc là các bạn xem video hôm trước mình có tháo bên trong rồi. Phía sau của nó là nó sẽ có tùy cộng để chúng ta chơi cộng ba lăng và cộng RCA. Nếu các bạn chơi RCA thì các bạn xoay cái nấm volume, hai cái nấm volume này hết về bên tay trái. Nếu chúng ta chơi ba lăng thì chúng ta xoay nấm volume này hết về bên tay phải. Cái cổng gắn loa chúng ta nhìn là chúng ta mê ngay, to nhất trong những cái dòng Amply luôn, ngay cả Akufai nó cũng không có cọc nào nó to như vậy luôn. Đó, phía sau nó in chữ M7A này. Ok, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ mình sớm, số điện thoại dưới góc màn hình. Cái bao này có giá là 39 triệu nha. Còn cái cặp loa là 63 triệu. Thì cả bộ này là 102 triệu rồi. Nếu như mua cả bộ thì sẽ có giá cực kỳ tốt. Bây giờ mình sẽ ghép với một cái rè Acom nữa là 6 triệu rưỡi nữa nha.
đến đây, tôi thấy thanh thản như mây trời dần dần cũng xa rời tôi. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình minh vào nghe trời. Gần lắm, gần lắm, xa với người. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời. Lối về quanh con đừng níu bước chân tôi lại. Có con hôm qua ở đó, hết ngày âu lo rồi bóng mãi hôm nay về. Thấy hoa vàng ở trên có xanh, thấy yên bình giấc mơ trong lành. Tôi thấy hạnh phúc bên kia đồi gọi những bình minh nào ghé trời. Gần lắm, gần lắm, sao vơi vợi. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời. Tuổi thanh xuân ngỡ như mây trời. Nắng mưa là bệnh của trời.